shopzombiefifa.com, shop bán nhạc Liên Quân Refire giá rẻ. Tham gia ngay vòng quay may mắn để có cơ hội nhận được 9.999 viên kim cương. Nạp thẻ không chiết khấu tặng 30% giá trị thẻ nạp. Vòng quay kim cương quay lịch trúng. Hòm kim cương 20k, 98% các bạn sẽ quay trúng kim cương. Còn chần chờ gì nữa mà không đến với shopzombiefifa.com. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hello và chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Zombie Superman đây anh em ơi. Và vô đầu video chúng ta sẽ có những top 5 highlight của mình nha anh em. Bây giờ mình sẽ đi lên trên nhà này. Ôi trời, tôi nghe tiếng thằng nào nó lên súng rồi anh em ơi. À đây 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 đây. Trời, dân chơi. What the hell? Dân chọc á, đi vô mà. Hay tay tập phi luôn là. Anh em ơi, thấy pha đầu ngày ghê chưa. Ôi, có người bên nhà sách nó mới vừa giết thằng kia xong rồi kìa anh em. À, nó đang chạy qua thùng nổ, mình sẽ bắn bể thùng nổ. Nó chạy luôn rồi anh em ơi, chạy cha nó đi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua bên này, mình lướt đồ sơ sơ coi có gì nữa không nha. Chơi Sky tình yêu, để cảm thấy cuộc sống này màu hồng. Đó, sẽ đi ra mình kiếm nó, đáng hồi nó vô nó kiếm mình cũng vậy à. Trời, anh thanh niên chạy ra ngoài xa vậy. Rồi, mình sẽ áp sát nó anh em ơi, nó kìa, nó thấy mình chưa ta. Ôi, trời. Nào, nè anh em coi nè. Ghê bay. Trời ơi, bắn hết sọt luôn anh em ơi. Vừa lần đầu tiên mình bắn cái thuộc hết mà vậy luôn á anh em. Ghê. Đẳng cấp. Ôi, có tiếng người ở trên nhà này anh em ơi. Có tiếng người chứ. Đây. Ui, không chết. Ui giời. Chạy gì hả mày? Mày trời ơi, anh em thấy chưa, đẳng cấp chưa? Ủa, công nhận là thuộc bát này bắn sướng thiệt anh em ơi. Hồi đó giờ mình không có skin nên mình không có bắn nó. Bây giờ trời ơi, cảm thấy nó cực kỳ mạnh luôn á. Ôi, đã vậy trời. À, mình phát hiện cái thằng kem mình hồi nãy giờ nó đang đứng đây nè anh em. Ê, chạy hả mày. Ê, bot anh em, bot. Chạy đi. Mày, từ, mình sẽ đuổi theo nó. Đuổi theo tình yêu. Mày, chạy đâu hả mày. Mày sợ cua hả. Ok anh em, được 4 kill ở đây rồi anh em ơi. Đã nè, mình kể cho anh em nè, anh em thấy địch nó dựng cái đó đúng không, là nó đang ở vòng vòng ở đâu đây nè anh em. Ơi, nó đây nè. Ok anh em ơi, thì bao nhiêu ngày chờ đợi thì cuối cùng mình cũng có một cái clip để hồi đảo quân sự 2.0 nha anh em. À đây. Trời, nhảy đi anh ơi. Hồi nãy em mới thấy trên đó không có súng là anh ơi. Anh tính sao tính nha. Rồi, để nghe tiếng. À, nó dựng cái chồng Ronaldo rồi anh em. À, nghe tiếng nhảy ra ngoài rồi. Trời, chạy đâu anh ơi. Em có đi tai nghe mà. Rồi, bây giờ mình sẽ qua bên cái nhà nhiều lỗ nha anh em. Cái trường học, không phải. Cái nhà đá bây giờ nó xây bằng xi măng. À, đây là mày. Có một thằng nó đang ở trên trời nó kêu mình em ơi. Nó nhảy lên trển này lúc nào người ta. Chào cậu. Cái giọng này của em mà. Ê, sao anh dành cái giọng của em này. Trời ơi, nó dành cái giọng của mình, nó chui chổng luôn anh em ơi. Cái thằng cờ hó thiên sinh này. À, nó đang cầm súng thục anh em ơi. Nó cầm súng thục 2 viên, nguy hiểm lắm nha. Thì ra là anh bắn hụt đúng không. Ghê. Trời, mình dựng cái vòng với hai thằng chui vô chổng quẩy luôn anh em. Phải trưởng hơn thằng đó, nó bắn súng thục kiểu như tầm gần bị mù mắt á. Thôi là mình toan luôn rồi. Rồi, quay tay dựng mang sẽ tới anh em ơi. Khu này không lẽ ít người vậy. Ôi, cái vòng đó anh em đừng nghĩ lại là địch nó không vô được nha. Ở khoảng cách gần quá nó chui vô nó bắn mình chết đó nha. Xa thì còn dựng lên được. Ui, cái gì trên nóc nhà cái gì. Cây cột đèn mà mình tưởng đâu có người. Ây da, ui, xem lát cơ là bà. Rồi. Lú lên. Con team chưa đau quá men. Đau rồi chứ gì. 139 máu, trời ơi. Bể nón là bể mũ nó rồi. Ôi trời. Cái này, ồ, trên kia cũng có giao tranh nữa kìa anh em ơi. Chui vô nhà. Bây giờ mình sẽ kè hàng đó trước. Ở phía dưới chỗ đèo đá nó cũng có bắn nhau nữa kìa. Ui da, tự nhiên nằm xuống chi vậy. Núp đứng đâu vậy. À đây. Đừng có hoảng quá, bình tĩnh anh em ơi. Bình tĩnh. Ủa nó đâu mất cha rồi. Chắc là nó chạy anh em ơi, nó thấy mình bắn gắt quá, nó chạy mất rồi. Nó chạy tụt quần, à đây trên có anh xuống. Ui. Đau rồi, khá là đau. Khá bệnh cũng khá đuối. À đây, ra là mày. Kéo bể đầu mình là con.
Ôi bắn khùng anh em ơi, nó bắn khùng bắn điên vậy anh em ơi. Để mình. Ây. Ây da. Ây sa ba la ba sa ba la ba la ba la ba la. Nó giết thằng kia rồi anh em ơi. Nó giết cái thằng ở trên cầu thang rồi, nãy chạy lên cầu thang nó giết luôn rồi. Ôi công nhân này súng thục mình bắn mù mắt thiệt anh em. Hồi nãy với thục bát rồi mình ok, let's go rồi. Ôi thằng này giàu thế. Người gì đó mà giàu thế. XM8 nó ngon hơn Groza. Rồi thằng này là nó chết rồi, nó lúc mà mới bị mình rỉa máu nó chạy lên đây nó bị cái thằng thanh niên đó bắn phát chết luôn. Ui. Mình chơi súng thục, mình sẽ có những clip mù mắt cho anh em revive xem. Ui, 10 bình hồi máu luôn, công nhận là mình không có gì ngoài bình hồi máu. Ở dân chơi là phải đầy máu trong người, máu dê, máu chó. Bây giờ mình sẽ đi kiếm mấy thanh niên đó, sẵn rồi mình trải nghiệm cái map này luôn. Cái map này ra là 80 năm rồi, nhưng mà hôm nay mình mới có cơ hội để vô đấu ranh. Tại vì sao? Tại vì mấy clip trước vừa vô là chết rồi, đâu có quay được cái gì đâu. Ngoài không? Hello. Ok. Bây giờ sẽ đi qua bên này. Ui chỗ này đẹp quá hả. Ui chỗ này hồi đó cái nhà này là có cháy xi măng mà anh em, ở ngoài có cháy xi măng mà bây giờ hết tiền rồi, hết lót gạch luôn rồi. Ở ngoài này thì có đường xe chạy nè, trời ơi đẹp quá ha. Tối 1-2 giờ vẫn ghệ vô đây chạy xe vòng. À, chạy con Lamborghini màu xanh hướng về phía Long Thành hết rồi nè. Sao tụi này nó không lên đây ta, chỗ này đẹp vậy mà không lên ta. Nghe nói là ở đâu có một cái gì ta, đảo dừa bây giờ biến thành đảo hoa anh đào rồi đúng không anh em. Chắc tụi nó là bệnh ngắm hoa anh đào hết trơn rồi. À cài thế nhỉ. Mình thấy người rồi anh em ơi, mình thấy người rồi. Đó. Ê, chạy. Một em gái rất là dễ thương. Ô dựng vòng luôn kìa. Ô dựng vòng luôn kìa. Ô bê đê. Ô bê đê. Làm gì em ơi. Ui ở trên bắn nữa anh em. Ê trời nhỏ này bị ngáo đá anh em ơi. Thôi được rồi em ơi. Ui xúc động. Mừng quá chạy. Trời ơi mình đang bắn nhỏ gái tự nhiên đâu thằng kia nó nhảy ra trời. Ui máy làm hết hồn của chim én. Trời ơi mình đang giao tranh với nhỏ này, hên là anh cầm súng cùi á, cầm súng thục là chết luôn rồi. Hên quá hồi máu. Ơi nghe tiếng bước chân nha. Ê. Ui trời ơi mới vô hồi máu xong luôn em ơi. Vãi con nhỏ này đánh hơi nhanh thiệt luôn. Nhưng xin lỗi, anh là Bro Laser tay to. Hình bại. Trời ơi. Đáng ra là cái thằng kia nó bắn mình là chết luôn rồi. Chứ chung tới là tới cái khúc ngồi đây đâu. Ui con bé này nó nghèo thế. Con bé này nó không có trái bơm keo nào luôn. Ok let's go. Lấy đạn shotgun cái nè. Lấy bơm. Hả. Mình ngồi mình lựa đồ. Mình coi ai có đồ nhiều mình lụm. Coi đầu căng. Thấy không. Giết nhiều quá. Ủa chỗ này chết 3 người luôn kìa. Ôi M82B kìa. Rồi đi tiếp anh em ơi. Một file xử lý đi giờ lòng đất. Mấy cái tên trên bản đồ này giờ nó ghi bằng tiếng Anh không mà không biết chỗ nào là chỗ nào, cứ đón đại đi như bản đồ cũ đây anh em. Ôi có người chui lên trời. Hello anh trai. Ủa nhỏ gái hả. Ủa thất tình cái gì đứng đó chị. Mãi anh em tự nhiên leo lên trển đứng yên luôn. Mà kệ, nếu mà bạn muốn cho kill thì mình sẽ lấy Japan GRV. Tăng. Wow. Tôi rất là thích bơm keo các bạn đó nha. Ok. Bây giờ là sẽ đi xuống cái tháp đồng hồ anh em ơi. Tháp đồng hồ sẽ có biến ở dưới. Anh thật sự ngu ngốc. Bao giờ. Trời ơi. Đã mà mình móc cái kim M82B ra kịp là chết cha nó rồi. Không sao anh em, mình đã biết vị trí của nó. Bây giờ thế nào thì nó cũng lên đây thôi. Trước sau gì nó cũng lên đây thôi. Mình sẽ tặng cho nó vài quả pháo bông. Ăn mừng năm mới. Happy New Year. Happy. Đội tới không ta? Đội dướng chứ bơm. Ôi trời. Đội lên trời luôn rồi. Bơm nè anh ơi. Bơm vú vừa đủ xài lên ơi. Bơm nè anh ơi. Bơm nè ơi. Nó chạy đâu mất rồi ta. Ủa không thấy nó luôn á. Cái thằng này ghê thiệt. Đi. Mình sẽ trốn qua bên này. Bây giờ mình sẽ đổi lại thành cái AK nha anh em. Cái M82B này. M82B mình bắn ha. Những lúc cuối cùng này không còn tác dụng nữa, lấy AK cho nó an toàn. Đó. Còn cái thằng thanh niên đó thì nó đảo vị trí rồi, nó trốn đâu không biết nữa. Mình sẽ đi xuống dưới kia trước. Mình sẽ vòng qua bên kia trước. À, thanh niên nguy hiểm lắm nha. Thấy bằng đồ xanh xanh không biết có sừng không, nhưng mà gặp là nguy hiểm rồi đó.
nó chạy tùm lum hết trơn luôn, nó chạy từ gốc cây bên này qua gốc cây bên kia là mình không để ý luôn á, mình không biết là nó đang ở đó luôn á. Trời ơi, còn 5 người mà. À đây anh ơi, hết hồn chưa, hết hồn cái chim én chưa nó, cho mình chạy hả mày. Thì ra thằng này anh em ơi, cho mình chạy hả con. Lần cuối em thấy mặt trời là lần cuối em thấy mặt lờ. Còn 4 thằng nữa ở bên kia có giao tranh, ôi trời bơm nhau quá trời luôn. Lần nào mình tới khúc cuối á, chỗ nhà này nó cũng có giao tranh hết trơn anh em. Để đứng thống 100 ma coi nè, trời bơm ở đâu lên vậy. Bên kia bắn qua nữa kìa, kia bắn qua bên này trời bơm nữa. Kìa quánh nhau dư quá, tôi lên tới. Đâu quánh nhau đâu. Ui quánh nhau đâu. Trời ơi còn 35 máu, tưởng được toi người chứ vãi anh em. Rồi còn ba đứa nữa, ôi lòng còn hai đứa nữa. Hai thanh niên này cãi nhau làm cái gì không biết nữa. Để bé Ronaldo vô cản, xong cản không thời tới, cản không kịp, đẩy vô đầu nó luôn. Rồi bây giờ mình sẽ ra mình hút sát hàng kia luôn nha anh em. Tôi ra đây hai bạn ơi, từ hai bạn ơi, tôi ra tới đây. Rồi nó giết luôn rồi. À nó đang ở đằng kia, nó đang ở cục đá. Đó bây giờ mình sẽ làm một cái pha này duy nhất cho anh em xem nha. Đó giờ anh em chưa thấy cái pha này đâu đúng không? Chưa, để tôi chọi bơm nhẹ nhẹ cái. Đó. Đợi địch. À, mình bắn xuống thục mà khúc cuối mà mình nhảy lên quá, mình bắn cho nó chết thì đâu còn gì hay đâu đúng không? Xong mấy cái bình xịt này, tôi ghét mấy cái bình xịt này ghê luôn á. Lúc đang giao tranh móc cái bình xịt ra trời ơi. Từ từ nha, bây giờ mình sẽ giục mấy cái bình xịt này ra các anh em. Thằng địch nó sẽ sợ mình, nó tất nhiên là nó sẽ sợ mình, nó đâu dám gì làm gì mình. Ây da.